Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát hiện bãi rác thải chôn lấp tại xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 21 dự án tham gia vòng chung khảo ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2018. Chậm tiến độ thi công quốc lộ 39 qua huyện Hương Hà, tỉnh Thái Bình. Nam Định bám sát các chủ trương đầu tư quy hoạch xây dựng. Nhiều hộ dân ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên thu tiền tỷ từ nuôi cá nước ngọt. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, năm 2018, Sở Xây dựng tiếp tục bám sát các chủ trương đầu tư phát triển của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch trọng tâm của ngành, góp phần định hướng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch trọng tâm, Sở Xây dựng hướng dẫn các huyện lập thẩm định quy hoạch các khu dân cư đô thị tại các thị trấn trung tâm huyện theo chỉ đạo của tỉnh, quy hoạch xây dựng chung các thị trấn trong tỉnh, điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Bảo Minh, quy hoạch một số cụm công nghiệp, điểm công nghiệp ở một số huyện, đôn đốc các địa phương tiến hành lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để cụ thể hóa các quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chung thị trấn đã được phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất tỉnh Hải Dương, trong đó vải thiều xếp thứ hai chỉ sau huyện Thanh Hà. Vì vậy, việc tìm đầu ra cho các loại cây ăn quả nói chung và vải thiều nói riêng luôn được thị xã Chí Linh quan tâm. Thị xã Chí Linh có diện tích cây ăn quả hơn 5.000 ha, trong đó vải thiều chiếm khoảng 4.500 ha, sản lượng cả vụ khoảng 15.000 tấn. Để giúp nông dân tiêu thụ vải thiều, thời gian qua, thị xã Chí Linh tăng cường đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Từ năm 2015 đến nay, thị xã đều giữ mối liên hệ chặt chẽ với các siêu thị trong nước, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp về thu mua bao tiêu vải thiều nói riêng và những mặt hàng nông sản của địa phương nói chung để tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng vải thiều, thị xã Chí Linh chủ động mở rộng diện tích các cây ăn quả có tiềm năng hiệu quả kinh tế cao, trong đó chú trọng vào cây nhãn và cây na. Tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, giá trị sản xuất trên hecta đất canh tác đạt 116 triệu đồng một năm, bình quân thu nhập đầu người đạt 32 triệu đồng một năm. Nhiều mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập cao cho bà con. Có được kết quả trên là do Yên Mô đã triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ như khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp. Nhờ vậy mà phát triển nông nghiệp đã phát triển toàn diện. Đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,9 thửa. Thực hiện chủ trương về tích tụ ruộng đất, các hộ đã mạnh dạn dồn đổi thuê để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đến nay, toàn huyện đã tích tụ được trên 700 ha, giá trị bình quân từ 300 đến 350 triệu đồng một năm. Trong những năm gần đây, các hộ nông dân ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã biết phát huy diện tích tập trung vào nuôi trồng thủy sản, có áp dụng cơ giới hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình chăn nuôi cá các loại mỗi năm cho thu lãi cả tỷ đồng. Với hơn 5 mẫu ao thuê thầu, gia đình anh Phạm Đăng Dũng, xã Đại Tập đã đầu tư thả cá nuôi vịt. Anh cho biết, chỉ tính riêng ao cá với các loại thương phẩm, mỗi năm gia đình cũng thu trên 50 tấn cá, cho thu 1 tỷ đồng và lãi gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn vận động những hộ dân trong xóm với nhau, dồn dụng đổi thửa, cấy lúa cấy mẹ quả sang chăn nuôi thủy sản và nuôi con vịt đẻ ấp trứng, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Hiện toàn xã có trên 10 hecta nuôi cá nước ngọt với nhiều mô hình như nhãn lợn cá, nuôi cá ao hồ đang cho hiệu quả cao. Hàng năm, sản lượng cá nước ngọt luôn dao động từ 100 đến 200 tấn. Trung bình mỗi hộ nuôi cá nước ngọt quy mô lớn có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta trên năm. Qua nhiều năm hướng dẫn triển khai mô hình, hỗ trợ con giống, kỹ thuật, đến nay có hàng chục hộ dân tham gia và đã thoát nghèo nhờ nuôi cá nước ngọt. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, có thu nhập ổn định. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phiến ở thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong là một tấm gương điển hình về phát triển kinh tế trang trại và làm dịch vụ, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động.
Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm con giống gia cầm, ông Nguyễn Văn Phiến được nhiều người biết đến là địa chỉ cung cấp con giống uy tín và chất lượng của huyện Yên Phong. Nhập ngũ năm 1967, sau 7 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường quân khu 5, năm 1975, ông Phiến xuất ngũ trở về địa phương. Cuộc sống của gia đình khó khăn lại đông con, với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, năm 1980 ông mạnh dạn đầu tư vào làm kinh tế theo mô hình VAC, chăn nuôi gà lợn kết hợp trồng cây ăn quả và nuôi cá. Nhờ việc tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều nơi và ứng dụng vào mô hình của mình, từ những năm 1990, ông chuyển sang nuôi gà đẻ trứng và cung cấp giống gà vịt con cho các hộ dân trong và ngoài tỉnh. Đến nay, dù tuổi đã cao, bằng uy tín của mình được các chủ trang trại tin tưởng, ông vẫn chỉ đạo các con duy trì sản xuất con giống cho thị trường. Cuộc sống gia đình ổn định, con cái được học hành đầy đủ, nhưng với ý chí không chỉ thoát nghèo mà phải thắng nghèo, cựu chiến binh Nguyễn Văn Phiến luôn trăn trở con đường làm giàu chính đáng. Năm 2008, với sự giúp đỡ động viên của người thân, bạn bè, ông mạnh dạn đầu tư, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Long, kinh doanh nhà hàng sinh thái với diện tích 15.000m², phục vụ nhu cầu ăn uống cho người dân khu vực lân cận. Ông nhập nguồn thực phẩm chủ yếu từ các hợp tác xã tại địa phương có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng. Tại khu dịch vụ sinh thái, ông nhận vào làm 30 nhân viên với mức thu nhập trên 6 triệu đồng một người một tháng. Tôi thấy lý do là đất nước xã hội nó tiến lên, ngành công nghiệp nó phát triển, cho nên là mình phải trở lại phục vụ thêm công nghiệp nữa. Không những phục vụ nông nghiệp mà còn phải phục vụ công nghiệp. Là vừa nông và công và phải kết hợp, hai cái công nông phải kết hợp với nhau thì làm kinh tế thì nó mới phát triển được. Tức là mô hình này nâng cao cái hiệu quả trên một cái diện tích đất canh tác lên cao hơn rất nhiều lần. Thì hiện nay là nội hội viên chúng tôi đây là vẫn thâm canh cái thả cá, thế và vẫn gắn với chăn nuôi, thế và cái cảnh quan cũng rất tốt, thế mà gắn thêm dịch vụ này thì phục vụ nhà hàng là chúng tôi thấy cái hiệu quả trên một hecta canh tác nó lên rất là tốt. Đây là một hướng đi mà chúng tôi thấy nó phù hợp với cái sự chỉ đạo của tỉnh hội. Nhờ cần cù lao động và năng động tìm hướng đi phát triển kinh tế, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Phiến trở thành hộ làm kinh tế giỏi của địa phương. Tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế giai đoạn 2011-2016, ông vinh dự là một trong những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương khen thưởng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Quần chúng nhân dân vừa phát hiện tại khu vực bãi ngang ngoài đê sông Thái Bình thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, do tác động của dòng chảy và tình trạng khai thác đất cát trái phép đã lộ thiên một bãi chôn lấp rác thải công nghiệp với khối lượng lớn. Qua tìm hiểu thực tế tại hiện trường của phóng viên, rác thải chủ yếu có vải vụn, vụn da may mũ giày, nhựa cao su và cả rác thải xây dựng. Theo phản ánh của người dân, rác thải được chôn lấp từ nhiều năm nay, các đối tượng đóng rác thải vào container hoặc sử dụng ô tô thùng kín vận chuyển và tiến hành chôn lấp vào ban đêm. Rất mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương làm rõ thủ phạm chôn lấp rác thải trái phép và có biện pháp xử lý lượng rác thải này, tránh để gây ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước sông Thái Bình. Bởi ngay khu vực hạ lưu có hàng chục nhà máy lấy nguồn từ sông Thái Bình để sản xuất nước sạch. Cùng với đó, khu vực hạ lưu còn đang có hoạt động nuôi cá lồng. Tại khu du lịch biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, các hoạt động dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, bãi tắm được diễn ra thường xuyên, liên tục, đảm bảo môi trường bãi tắm. Mùa du lịch năm 2018, khu du lịch biển Thịnh Long dự kiến đón tiếp khoảng hơn 100.000 lượt khách, doanh thu khoảng hơn 70 tỷ đồng. Mùa du lịch biển năm nay, tại bãi biển Thịnh Long, chính quyền thị trấn Thịnh Long đã xóa bỏ được hoàn toàn tình trạng hàng quán kinh doanh trên bờ kè ven biển. Đồng thời, thị trấn đã thành lập một tổ vệ sinh môi trường chuyên trách thay phiên nhặt rác tại các điểm tắm biển. Môi trường sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân và du khách cũng nâng lên rõ rệt. Những điều kiện về vệ sinh môi trường, bãi tắm sạch sẽ đang góp phần để khu du lịch Thịnh Long có thể tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới. Lượng du khách đến đây vào thời điểm này tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017.
Để Thịnh Long thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, Ban Quản lý Khu Du lịch tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường biển trong lành, hướng đến xây dựng Thịnh Long thành khu du lịch an toàn và văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em là vấn đề được toàn gia đình và xã hội quan tâm, nhất là trong các dịp hè. Một trong những nguyên nhân dẫn tới trẻ em bị tử vong nhiều nhất hiện nay là tai nạn đuối nước. Việc quy hoạch các ao bơi hợp vệ sinh không chỉ tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em mà còn góp phần phòng tránh tai nạn đuối nước hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên tại ao bơi hợp vệ sinh ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Năm 2009, Thanh Hải xây dựng hồ bơi và công trình phụ trợ ngay tại trung tâm xã với tổng diện tích 13.438 m². Tuy nhiên, do chưa có hệ thống cống tiêu thoát nước, người dân lại xả trực tiếp chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt xuống hồ, khiến cho nước trong hồ bị ô nhiễm. Vì vậy, đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải tiếp tục cải tạo và xây dựng ao bơi hợp vệ sinh trong khuôn viên của hồ này. Ao bơi được hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối năm 2017 với kinh phí đầu tư gần 700 triệu đồng, tổng diện tích 2.809 m², độ sâu trung bình 1,2 m. Xung quanh được kè và trồng cây xanh để tạo bóng mát. Đây là mô hình không chỉ có tác dụng dạy bơi cho trẻ em mà còn là địa điểm tắm mát của người dân. Cái chủ trương chung của xã là cũng là nằm gần sông Thái Bình, thế là cũng rất là muốn là có một cái nơi nào đó để cho các cháu là vừa vui chơi là vừa tập luyện để biết bơi, để phòng khi có mưa lũ xảy ra. Đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban xã là đã có chủ trương đưa để xây dựng cái ao bơi hợp vệ sinh. Đến nay là cũng đã là hoàn thành. Thì hiện nay là vào mùa hè là các cháu là cứ chiều tối là khoảng hơn 100 cháu đến 150 cháu là ra bơi là rất là hiệu quả. Thì qua đây thấy cái mô hình ao bơi của xã là rất được mọi người dân và đặc biệt các cháu là tham gia hưởng ứng. Để vận hành ao bơi hiệu quả, nước ao luôn được thay thế bằng nguồn nước hợp vệ sinh. Từ ngày có ao bơi, trẻ em nói riêng và nhân dân trong xã nói chung được học bơi, nâng cao kỹ năng bơi lội, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước. Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh chỉ đạo Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn. Trong đợt này có 700 lượt đối tượng là đối tượng chính sách, người nghèo, người tàn tật, người khiếm thị trên địa bàn thành phố đã được đội ngũ cán bộ y bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn để người dân đi khám tuyến trên với một số trường hợp bệnh nặng cần phải điều trị lâu dài. Thông qua buổi khám bệnh nhằm thể hiện sự ghi nhận tôn vinh của Đảng và Nhà nước đối với công lao to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách và những đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đối với những gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn tàn tật. Đồng thời nâng cao nhận thức của mỗi người về công tác nhân đạo với phương châm nhân đạo từ nhận thức tới hành động. Tại phố Phúc Trì, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khởi công xây dựng nhà đồng đội tặng Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Đinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Đinh nhập ngũ tháng 2 năm 2001 là nhân viên lái xe trung đội vận tải phòng hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện nay vợ đồng chí Ninh chưa có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ, gia đình đang ở cùng với mẹ đẻ, điều kiện sinh hoạt chật chội. Trước hoàn cảnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng được trích từ quỹ đồng đội do cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp để giúp gia đình xây nhà mới. Theo thiết kế, ngôi nhà có diện tích sử dụng 60 m², mái bằng kiên cố. Dự kiến ngôi nhà sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực hiện phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo cho người nghèo, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Hà Nam đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực để chăm lo giúp đỡ người nghèo. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Hà Nam đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân xây dựng quỹ vì người nghèo để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định. Chỉ tính riêng trong năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo đạt trên 16 tỷ đồng,
thực hiện kế hoạch xây dựng hơn 300 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Cùng với đó, các huyện, thành phố và tổ chức thành viên vận động được trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 167 nhà cho hộ nghèo, đồng thời tổ chức thăm hỏi tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo nhân các ngày lễ Tết. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của mặt trận đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trợ giúp người nghèo như hỗ trợ vay vốn, phát triển sản xuất, hỗ trợ cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, góp phần giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách giảm nghèo, năm 2017, hộ nghèo của Hà Nam giảm còn 3,28%, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người nghèo của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy được tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức vòng chung khảo cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2018 với 21 dự án tham gia. Bắc Ninh là một trong 10 tỉnh tham mưu với lãnh đạo tỉnh triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sớm nhất và hiệu quả trong toàn quốc, mà cụ thể là phát động cuộc thi với 475 ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp từ các địa phương trong tỉnh gửi về. Tại vòng chung khảo, 21 thí sinh đã trình bày ý tưởng dự án khởi nghiệp của mình, thể hiện rõ bản thân người phụ nữ tỉnh Bắc Ninh luôn tự tin vượt lên chính mình, vượt lên những rào cản xã hội để bắt tay khởi nghiệp. Chủ động tích cực học hỏi, tự tin đổi mới, chấp nhận sự thay đổi để tạo ra sản phẩm dịch vụ đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Những mô hình kinh tế hộ gia đình như hợp tác xã trồng rau an toàn, nuôi ba ba thương phẩm, trồng nấm và sản xuất rau sạch của các thí sinh đưa ra có tính khả thi cao, thiết thực, giúp phát triển kinh tế tại vùng nông thôn của các hội viên phụ nữ tỉnh. Từ cuộc thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tiến hành nhiều chương trình công tác hội khác theo đề án 939 của tỉnh. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 15 giải khuyến khích cho các ý tưởng có tính thực tiễn cao. Từ mong mỏi chờ đợi đến căng thẳng và cuối cùng là bức xúc, đó đang là tâm trạng chung của nhiều hộ dân ven dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 39 giai đoạn 2, đoạn qua huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ai lần đầu đi qua công trường dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 39 đoạn qua huyện Hưng Hà những ngày này đều có cảm nhận công trình như mới được khởi công. Nhưng thực tế, dự án đã được triển khai thi công từ hơn 3 năm qua. Dưới cây nắng nóng 37-38 độ C như hiện nay, công trường thi công thì ngổn ngang, bụi bay mù mịt, nhà cửa không có lối ra vào, thì những bức xúc của người dân cũng là điều dễ hiểu. Chỗ này không có đường để lên trên này nên anh em toàn phải để xe bên kia, mà đường thì rất là bụi, tiến độ lâu quá, mấy tháng nay rồi. Đến hiện tại thời điểm bây giờ là thi công quá là trì trệ. Hiện tại trước cửa nhà ông tôi đây này, đất cát là phủ đầy, xe ra xe vào là không thể dắt vào được, toàn phải gửi ở bên cạnh hàng xóm. Những bức xúc của nhiều người dân ven đường đều bắt nguồn từ việc thi công thiếu trách nhiệm của các đơn vị nhà thầu trên tuyến quốc lộ 39. Không chỉ thi công cầm chừng do thiếu phương tiện và nhân lực, nhiều đoạn vật liệu để ngổn ngang, không có cảnh báo gây mất an toàn giao thông. Sống chung với bụi, ô nhiễm và mất an toàn giao thông là chuyện mà nhiều hộ dân ở đây đang phải gồng mình chấp nhận từng ngày. Điều mà hầu hết người dân ở đây quan tâm nhất lúc này đó là bao giờ con đường mới được hoàn thành, khi mà tiến độ thi công cứ rùa bò như hiện nay. Trong một thời gian vừa qua thì cái tiến độ thi công là quá chậm. Đấy, để đảm bảo một là cái an toàn vệ sinh, hai nữa để cho thuận tiện cho cái việc mà lưu thông trên đường và đảm bảo cái sản xuất nông nghiệp, thì rất là mong các ngành các cấp là đẩy nhanh tiến độ thi công sớm để đưa vào sử dụng để phục vụ cho công tác dân sinh của xã hội. Cả công trường dài trên 15 km với nhiều đơn vị nhà thầu thi công khác nhau, lẽ ra không khí thi công phải rất nhộn nhịp. Thế nhưng ở đây chỉ lác đác vài máy xúc, máy ủi, mỗi đoạn lại một công trường khác. Tiến độ thi công như vậy thì không biết đến khi nào con đường mới được hoàn thành trong sự chờ đợi, hy vọng đến mòn mỏi của người dân. Vụ lúa xuân năm nay, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các cơ sở thôn tổ chức hợp đồng máy gặt cho nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt và tình trạng hỗn loạn chặt chém, giá thuê máy gặt.
Tổng diện tích lúa xuân của xã Hồng Quang đạt khoảng 220 ha. Đến nay, xã đã thu hoạch được trên 70% diện tích và không có tình trạng bảo kê máy gặt. 5 trên 5 thôn đứng ra tổ chức hợp đồng máy gặt cho nhân dân, trong đó niêm yết công khai mức giá chung khi thuê máy gặt, cụ thể 120.000 đồng một sào. Đối với những chân ruộng lúa bị đổ, có giá thuê máy là 130.000 đồng một sào. Cán bộ thôn có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thu hoạch lúa của bà con, cung cấp đầy đủ thông tin diện tích lúa cho các chủ máy gặt, thời gian thu hoạch để đảm bảo tiến độ năng suất lúa. Năm nay là cơ sở thôn chúng tôi như vậy coi đứng ra tổ chức hợp đồng máy gặt cho dân. Dân tỉnh rất phấn khởi, lúa năng suất, không có lo sợ gì cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.